Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình tổng hợp tin tức an ninh trật tự nổi bật trong ngày. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong toàn bộ vụ án sát hại ác khôi HIN rồi phi tang, có một chi tiết nếu được làm rõ có thể mở ra hướng đi mới, lý giải nguyên nhân thực sự cũng như giúp giải quyết toàn bộ vụ án, đó là có hay không việc nghi phạm Tạ Duy Khanh xâm hại nạn nhân. Câu hỏi này được đặt ra tại buổi họp báo thông tin về vụ án vào chiều ngày 16 tháng 10 do Công an thành phố Hà Nội tổ chức. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, đây là một trong những nội dung quan trọng của vụ án mà lực lượng điều tra sẽ phải làm rõ trong quá trình mở rộng điều tra vụ án. Thứ nhất, xét ở góc độ lời khai của nghi phạm Tạ Duy Khanh, ác khôi HIN đã bị sát hại trong phòng ngủ vì mâu thuẫn nợ nần giữa nghi phạm và nạn nhân. Đây là điều cực kỳ vô lý, vì nếu có nợ tiền nhiều đến đâu, việc giao dịch ít khi diễn ra ở những địa điểm nhạy cảm như vậy, nếu không có các yếu tố tình cảm trong đó. Từ đây lại xuất hiện thêm một điểm bất thường nữa. Khanh cho là quan hệ giữa bản thân và Á Khôi chỉ dừng lại ở mức thân thiết. Nhưng thân thiết đến mức độ nào mới có thể dẫn nhau vào phòng ngủ? Nếu không có tình cảm thì khả năng thứ ba xuất hiện. Rất có thể Á Khôi HIN đã bị nghi phạm cố tình giở trò đòi bại. Khi bị chống cự quyết liệt, sợ bị tố cáo với cơ quan chức năng, sợ gia đình, vợ con biết, sợ bị đi tù, nên Khanh đã ra tay sát hại Á Khôi HIN để bịt đầu mối. Nhưng có điều trước đó, Khanh khai đã gọi điện mời nạn nhân sang nhà chơi vào ngày 10 tháng 10, thời điểm vợ con Khanh không có nhà. Sau đó Khanh dẫn nạn nhân đi ăn, rồi mới quay trở về chung cư. Như vậy, khả năng thứ tư xuất hiện, đó là những mâu thuẫn nào khác có thể phá tan đi tất cả những điều vô lý trên. Như vậy, vụ án mới được giải quyết một cách thỏa đáng. Cho tới thời điểm hiện tại, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành điều tra mở rộng vụ án giết người phi tang xảy ra tại phòng 548A, tòa nhà S2 12 Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, do nghi phạm Tạ Duy Khanh sinh năm 1985 thực hiện. Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định vụ việc này sẽ được xử lý nghiêm, nghi phạm đã giết người với nhiều tình tiết tăng nặng, giết người một cách dã man, che giấu hành vi phạm tội. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng cho biết nghi phạm Tạ Duy Khanh không ngáo đá, không nghiện và chưa có tiền án tiền sự, không có chuyện đối tượng thường xuyên bay lắc ở khu vực chung cư này. Chúng tôi đã điều tra rất kỹ chi tiết này. Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nói và cho biết hiện sức khỏe của nghi phạm Tạ Duy Khanh đã cơ bản ổn định. Một vài ngày nữa sẽ đưa đối tượng về trại tạm giam. Cho đến thời điểm hiện tại, theo Công an thành phố Hà Nội, sau khi dùng dao tự thương và được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, sức khỏe của nghi phạm Tạ Duy Khanh đã ổn định và hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng. Trước đó, trong buổi họp báo vào chiều ngày 16 tháng 10, Phòng Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đã cho biết nguyên nhân sâu xa dẫn đến vụ việc xuất phát từ mối quan hệ thân thiết giữa Á Khôi HIN và nghi phạm Tạ Duy Khanh. Theo lời khai của Khanh, nghi phạm và Á Khôi HIN quen biết nhau từ đầu năm 2023 và dần trở nên thân thiết. Trong đó đáng chú ý, quá trình cả hai quen biết nhau, nghi phạm Tạ Duy Khanh đã cho Á Khôi HIN vay 50 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi nhưng không được, giữa Khanh và nạn nhân nảy sinh mâu thuẫn. Ngày 10 tháng 10, Khanh gọi chị N đến nhà. Sau đó, Khanh dẫn chị N đi ăn. Khi quay về căn hộ của Khanh, hai bên tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn về việc vay nợ. Tại căn hộ của mình, Khanh tiếp tục đòi chị N trả 50 triệu nhưng bất thành. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, Khanh đã dùng dao sát hại Á Khôi HIN rồi phân xác cho vào thùng xốp, mang đi phi tang, chôn giấu tại bãi sông Hồng, địa phận thôn 2, Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Khanh đã có vợ và ba con. Á Khôi HIN được cho là người sống khá kín tiếng, ít khi thể hiện bản thân, kể cả trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram. Theo các chuyên gia tội phạm học, mâu thuẫn tình ái, tiền bạc được xem là hai nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến các vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng như trong vụ án này. Ngoài ra, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, tại buổi thông tin báo chí, Công an thành phố Hà Nội sẽ điều tra triệt để vụ án, sẽ đặt vấn đề đối tượng giết người có cướp tài sản, trước khi giết có hiếp dâm hay không. Mặt khác, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng cho biết, bắt đầu xác định chưa phát hiện dấu hiệu đồng phạm trong vụ án, nhưng cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra có đồng phạm hay không. Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định vụ việc này sẽ được xử lý nghiêm,
nghi phạm đã giết người với nhiều tình tiết tăng nặng, giết người một cách dã man, che giấu hành vi phạm tội. Theo kết quả điều tra ban đầu cho biết, nghi phạm Tạ Duy Khanh không ngáo đá, không nghiện và chưa có tiền án tiền sự, không có chuyện đối tượng thường xuyên bay lắc ở khu vực chung cư này. Công an Hà Nội đã điều tra rất kỹ chi tiết này. Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nói và cho biết hiện sức khỏe của nghi phạm Tạ Duy Khanh đã cơ bản ổn định. Một vài ngày nữa sẽ đưa đối tượng về trại tạm giam, giam giữ theo đúng quy định của pháp luật. Thông tin về nghi phạm Tạ Duy Khanh, người đang bị Công an thành phố Hà Nội khởi tố để điều tra về tội giết người, đã làm xôn xao làng quê Hồng Thái, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Nạn nhân trong vụ án là Ác Khôi HIN, 17 tuổi, người đã bị nghi phạm Khanh sát hại, sau đó phân xác thành nhiều mảnh, đem phi tang tại bờ sông Hồng thuộc khu vực thôn 2, Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hồng Thái, huyện Kiến Sương, Thái Bình cho biết, nghi phạm Tạ Duy Khanh là người ở địa phương, chưa có tiền án, tiền sự. Khanh cùng gia đình lên Hà Nội học tập, sinh sống và làm việc. Sau đó, Khanh về quê lấy vợ, rồi đưa cả vợ con lên Hà Nội sinh sống. Lãnh đạo này cũng cho biết thêm, tối ngày 13 tháng 10, ông cùng lực lượng công an Hà Nội đến nhà Khanh ở quê và đối tượng đang lẩn trốn ở đây. Khi thấy lực lượng chức năng tới, Khanh đã dùng dao bầu, quyên sinh nhưng bất thành và được đưa đi cấp cứu. Theo người dân xã Hồng Thái, Khanh chưa có điều tiếng gì ở địa phương, là người có ý chí và khá thân thiện. Khi mọi người nhận thông tin việc Khanh là nghi phạm có vụ án giết người gây rúng động dư luận, ai cũng bàng hoàng. Một người hàng xóm sống cạnh nhà nghi phạm tại xã Hồng Thái cho biết, vợ chồng Khanh kinh doanh trên thành phố, thi thoảng có về quê. Cả hai vợ chồng đều hiền lành và lễ phép. Ngôi nhà ở dưới quê thời điểm Khanh bị bắt khóa trái không ai trông coi. Để vào nhà, Khanh đã bật tường, phá khóa, chui xuống gầm giường lẩn trốn. Trước đó, trưa ngày 13 tháng 10, người dân địa phương ở Bát Tràng phát hiện nhiều mảnh thi thể một người phụ nữ nổi trên sông Hồng và báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã tới phong tỏa hiện trường để điều tra, đồng thời đưa thi thể lên bờ để xác định thân nhân. Căn cứ kết quả điều tra, các chứng cứ thu thập được, xác định nạn nhân là chị HIN, sinh năm 2006, trú tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tập trung các hoạt động xác minh, điều tra đến 23 giờ ngày 14 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình phát hiện bắt giữ Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, tại xã Hồng Thái, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, là quê của nghi phạm này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tổng hợp tin tức an ninh trật tự nổi bật trong ngày của chúng tôi. Quý vị đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn chuông theo dõi kênh nhé. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.